Xin chào tất cả các bạn, rất vui vì lại quay với video về cuộc sống. Thì chúng ta biết ngày nay nó có rất là nhiều cái trang mà viết cho tuổi trẻ, nhất là cái giới mà 9X, 10X bây giờ đó. Thì tôi vô tình coi được cái câu này: này cô gái, nếu em gặp đúng người thì em sẽ không phải trưởng thành nữa. Thì có rất nhiều trang share những cái câu đại loại như vậy, tức là đổi qua đổi lại thôi. Nhưng cái cốt rằng là gì? Chỉ cần gặp đúng người là khỏi phải trưởng thành. Ây da. Cho nên khi mà tôi coi những cái hình ảnh mà share về cái cuộc sống lứa đôi, nó giống trong mơ vậy đó. Trời, sống chung với nhau rồi tối ngày cứ ôm lấy nhau, rồi đánh răng có nhau, đi tắm có nhau luôn, cái gì cũng có nhau hết, chỉ có thấy không thấy đi làm thôi. Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện có thật nữa, để chúng ta coi chúng ta có nên trưởng thành hay không. Và trong video này chúng ta cũng sẽ tìm được nhiều cái giá trị về cái đời sống vợ chồng, cũng như rằng là giữa cha mẹ và con cái. Mong các bạn sẽ xem và ủng hộ nha. Hẹn gặp lại. Chào các bạn đã quay trở lại với video. Thì sáng nay tôi có ngồi đi ăn sáng, thì cái bà bán đồ ăn á, là cái bà bán rong ở bên đường thôi. Bà có một cái xe bánh mì nhỏ nhỏ đó, thì bà bán ở bên lề đường thôi mà ăn tới mười mấy năm rồi, coi như rằng gần như là mấy anh chị em tôi là ăn ở ngoài hết á, từ hồi còn đi học luôn ha. Thì bà thân lắm, tôi hay gọi bà là má. Thì chính vậy là bà kể tôi nghe về cái cuộc sống mà của bà, cũng như rằng là con cái bây giờ. Thì quý vị biết không, bà nói với tôi á, bà có cái đứa con trai. Thì tới lúc mà nó đi làm, nó trưởng thành thì nó lấy vợ. Mà hay lắm nha, dù rằng là bán rong ở ngoài đường, nhưng mà có ba người con, đứa nào cũng học đại học, rồi sau này có công ăn việc làm, rồi hả cũng lập gia đình. Thì cái anh con trai này nè, tôi không biết nhưng mà cũng có vẻ như là làm ra tiền đó. Thì bà kể á, nó lấy nhau cũng được 9 năm, rồi quen 5 năm rồi mới cưới nha. Thì lấy nhau tới giờ cũng là 9 năm rồi. Thì lúc mà mới về, nhỏ con dâu ngoan lắm, nó biết vân biết dạ đó. Nhưng mà nhiều khi vẫn phải dạy, ví dụ đi ra ngoài đi đâu phải xin thưa đàng hoàng đó. Rồi hả, bà mới nói luôn, con biết không, nó con dâu nó ngủ tới 12 giờ đó, chưa có con dâu nào mà ngủ dậy hết. Cho nên rằng là má nói với con trai á, là kêu nó dậy sớm một xíu, khoảng 7-8 giờ nó dậy. Thật sự ra thì bà đi bán á, nấu đồ ăn này kia là dậy 4-5 giờ thôi. Con dâu mà dậy 7-8 giờ cũng coi như trễ, nhưng mà ít ra cũng dậy sớm, rồi hỏi thăm ông bà hay mọi người xung quanh nhà, hồi nãy ngủ tới 12 giờ chưa. Thì má mới nói với trai má, thì nó nói gì, vợ con cũng đi làm mà. Mẹ mình thức dậy lúc 5 giờ sáng còn chắc không đi làm quá nè, bán ở ngoài đường ngồi cả ngày ở ngoài nắng thì được, còn cô vợ thì bán ở ngoài chợ nha, mà được ngủ trễ tới 12 giờ. Đôi khi tôi thấy nhiều anh thương vợ hơn thương mẹ nữa kìa. Rồi tiếp tục, con coi á, đến nỗi mà má phải giặt cho nó từng cái quần lót rồi ủi đồ cho hai đứa nó. Tôi nghe tới đây thì tôi chịu hết nổi rồi. Tôi nói rằng, má ơi, má sai quá luôn á. Mấy cái đó phải để cho tụi nó làm. Nó làm quá luôn à. Thì má mới nói tiếp. Xong rồi á, nó mới đi, nó sửa cái mũi. Thì lúc mà nó mới sửa mũi xong, chồng nó nói, chồng nó không cho. Thế là nó nói dối rằng là mẹ ruột nó là dắt nó đi. Rồi sau đó rằng là thời gian sau cái nó về nó bơm ngực đó. Thì lúc này thì hả má mới nói nó, hôm bữa mày đi sửa mũi là chồng mày đã không chịu rồi, bây giờ mày cũng đi bơm ngực. Mà nói thiệt chứ mày bơm cho ai, bơm cho ai coi, bây giờ mày có chồng có con rồi à, mày bơm cho ai coi nữa đó. Ôi, thì những cái mà lặt vặt như vậy, anh chồng á, những cái sai nhỏ nhỏ cứ nói, thì anh chồng cứ nói luôn, trời
về lời ăn tiếng nói ha, mẹ ruột mình dạy vợ mình thì cứ nói là mẹ ruột khắt khe quá. Rồi cái này mới vui nè, tới cái ngày cô con dâu á, bà nói không biết có một ngày cái nó về, nó gom hết quần áo vô một cái bao lớn đó, thì má mới nói rằng là hỏi nó làm gì, nó kêu giờ nó về nhà ngoại, nó về nhà mẹ, mẹ ruột đó. Thì má mới nói bây giờ con muốn về nhà ngoại, con nói ba mẹ của con qua nói chuyện đó, để mà hả má gửi con lại, rồi khi nào con muốn về con gọi chồng con qua đó. Thì má nói vậy để cho nó có đường nó về. Mà con biết nó nói là sao, nói bây giờ chồng nó ra ngoài ha, cặp bồ. Thế là má mới nói luôn, sao con biết? Nó nói thằng bạn con nó thấy thằng chồng nó dắt cái nhỏ này đi mua sắm. Thế là sau đó bà này bảo giận, tại vì bà một phần bà hiểu con bà. Bà giận bà mới đưa tay bà tát, nói mày nói chuyện con má nếu mà như vậy má đuổi ra khỏi nhà, còn thằng bạn mày là ai? Thì trong lúc giận bà mới tát đứa con dâu. Thế là nó gọi điện cho ba đứa chị nó, rồi gọi điện luôn cho cả rằng ba đứa chị này lại dắt thêm mấy thằng anh rể. Thì trong đó có một thằng mới ra tù. Thế là sáu đứa kéo đến. Má nói con biết hôm đó nó đánh ba chồng nó, sáu đứa nó bay vô nó đánh. Nó đánh mà hả chồng của má, à bố chồng của nó, mà hả máu mũi chảy đến nỗi mà lấy khăn bụm lại vậy nè. Sau đó là có gọi công an khu vực đến, nhưng mà nghĩ thôi không muốn lớn chuyện, dù gì cũng người nhà, cho nên rằng là má nói thôi bỏ qua. Thì tới đây là quý vị cũng đoán ra được rằng là chắc là cái cơ hội mà cái gia đình này tan vỡ cũng rất là lớn. Thì khi mà tôi nghe tới câu chuyện như thế này thì chúng ta phải tìm cái cách gỡ từ từ coi. Thứ nhất là cái vai trò của cái người má này. Thì các bạn biết không, những cái người mà mẹ thương con, tôi biết có cái trường hợp giống như trong cái video trước tôi có kể về cái cô mà đi vay nợ đó, thì có thằng con là cái thằng ăn chơi. Có nhiều người mẹ thương con kỳ lắm, biết con mình ăn chơi cướp bóc nghiện ngập nhưng lại không để công an bắt nó đó. Thì cái bà này bà cũng kể tôi vậy đó, má kể cho con nghe, có bà kia trong xóm nhà cũng giàu lắm, lúc đầu nhà cũng giàu lắm, cái có thằng con nó quậy, nó đi vay tiền, nó vay xã hội đen, nó vay ban đầu như có 30 triệu à, sau đó không biết lãi nó đẻ hay sao đó ra lên tới 400 triệu. Mà nó vay rồi nó lại vay gối đầu, tức là nó vay thằng này nó trả thằng kia, cứ lấy thằng này trả thằng kia, lấy thằng này trả thằng kia, thế là lãi nó cứ chồng lên. Vừa mới trả dứt thằng này xong, thằng này vừa đi là thằng khác tới đòi. Thế là giờ bà bán hết đồ đạc tài sản này kia luôn của bà nè đó, để mà trả nợ cho nó, nhưng mà không để cho nó bị bắt nha. Thì tôi mới nói rằng điều mấy thằng này là phải báo công an bắt, chứ còn vừa phải để bảo vệ nó, còn vừa phải rằng là để bảo vệ xã hội đó. Thì bà này bà đồng ý đúng nha, phải đưa tiền cho công an bắt nó rồi cho nó vô cải tạo. Nói người ta thì được, nhưng con mình, quay trở lại cái vấn đề mà cô để mà ủi đồ rồi giặt đến nỗi cả quần lót cho cả cô con dâu, thì tôi mới nói rằng là má sai ở chỗ đó đó. Má cũng thương con má quá đó, thương con quá, làm hết cho nó, đáng lẽ những cái đó phải để nó làm. Còn đối với lại là cái đứa con dâu mà đã là ngỗ nghịch, má phải nói vậy. Thứ nhất mà nó nói chồng nó có bồ, thì mày nói thì mày phải đưa ra được cái bằng chứng. Bây giờ gặp con á, con nói vậy nè, bây giờ thằng bạn mày á đưa ra được cái tấm hình, má nói dù là con má, má đuổi ra khỏi nhà đó, con ruột má, con chỉ cần con đưa ra tấm hình nó mà cặp với con nào, má đuổi thằng con má ra khỏi nhà nha. Còn đứa bạn con mà chụp được tấm hình, má trả nó 5 triệu. Cho cái tấm hình mà nó chụp được, má trả liền 5 triệu.
Nói vậy chứ tôi nói luôn, nhiều người, nhiều cái cô mà con dâu bây giờ là ăn chơi đua đòi, bịa chuyện ra, nhiều khi cặp bồ trước nữa kìa, rồi bịa chuyện ra là để kiếm chuyện. Cho nên mình cũng phải phòng hờ. Thì tôi mới nhận á, bây giờ má nói hai đứa nó, bây giờ nếu như thật sự mà ra ngoài tòa ly dị, phải dành cái quyền nuôi con. Chứ con thấy rằng là cái gia đình đó mà bây giờ mà nuôi con là nhiều khi nó hư á. Đó, thì muốn giành quyền nuôi con thì phải chuẩn bị hồ sơ. Tại vì không phải ra cái ly dị người ta cho liền đâu, ta hòa giải. Thì trong cái quá trình mà hòa giải á, nếu như mà cô vợ này suy nghĩ muốn về, ok, còn nhưng mà phải sửa tính. Còn nếu như không được mà đứt đoạn thì con nói luôn, sau này chu cấp bao nhiêu cũng phải có biên bản rõ ràng. Chứ không phải rằng nói đưa tiền là đưa. Nếu cô vợ của giành được đứa con thì phải có biên bản rõ ràng tháng dùng gì gì, và phải chứng minh được là xài số tiền đó. Tại vì anh chồng anh nói luôn, sợ đâu đưa tiền cho nó là nó không cho mà con cái nó ăn uống, nó lấy để nó đưa cho thằng khác. Thì đó, nếu như mình không tin vợ mình thì ok, lập biên bản và mỗi tháng đóng học phí, đưa hóa đơn, mua cái gì đưa hóa đơn để chứng minh xài đúng số tiền đó. Và cái này cũng phải trình ra ở trên tòa luôn đó, để thành lập ra một cái biên bản và hai bên rằng là ký đồng ý, và tòa là cái người chứng kiến. Và đương nhiên rằng là nếu nhà chồng muốn giành được quyền nuôi con thì vừa phải chứng minh rằng là mình có cái điều kiện tốt hơn, mà còn phải đưa ra bằng chứng là cô vợ là cái người mà trắc nết. Thì bên nào có bằng chứng thì càng tốt. Cho nên ngay từ lúc này là phải chuẩn bị. Và tôi nói cái nữa, má phải biết rằng khi tụi nó kéo vô nhà, nó muốn quậy, nó đánh người, đáng lẽ ra má phải nói công an lập biên bản. Cho dù rằng người nhà mình không có khởi tố, nhưng mình lập biên bản. Và đặc biệt mấy thằng mới ra tù nó rất sợ cái biên bản, tại vì chỉ cần là có thêm một vết nữa thì nó đi lâu hơn nữa, cứ tội chồng tội, cho nên nó đi sẽ lâu. Mấy thằng tù nó sẽ sợ cái biên bản. Việc nữa má phải làm đó là má gắn camera ngay ở ngay cái phòng mà phòng khách, hay là chỗ mà tụi nó quậy á, tụi nó bước vô má phải gắn camera. Thì má nói vậy nè, lần trước tụi con đến đây nha, tụi con đánh là chồng má gãy sống mũi, gãy xương, phải đi bệnh viện hết mấy chục triệu. May là có cái bảo hiểm cho nên nó còn chi trả được. Còn bây giờ nếu mà tụi con muốn quậy, má mới gắn camera, má đưa cái camera, cái phim này cho công an coi. Và nếu có chuyện xảy ra thì lần này tụi con trả hết viện phí nha. Đã đi quậy mà còn không có tiền chứ mà còn phải bồi thường nữa, còn đi tù nữa, thôi quậy chi. Đó là cái biện pháp để mình bảo vệ mình đó. Còn bây giờ về việc anh chồng, tôi mới nói luôn, chồng nhu nhược quá, riết rồi để cho nó hư. Tại sao bao nhiêu người mà tốt lành mà không quen lại đi cặp chúng con này? Thì tôi cũng nói luôn, nhiều khi á, cái nồi nào ướp phun đó. Mình có coi mình có hợp gu với nhỏ này không. Ví dụ như cũng có một cái tiếp mê ăn chơi, hay là mình cũng là cái dạng mà mê gái đẹp, thì mình mới gặp mấy con mà trắc nết như thế này đó. Hoặc là lúc mà mình thương, mình yêu nó quá, cái mình không nhìn ra được cái điểm mà cà chớn của nó. Và nếu như đã lấy vợ thì phải rằng là làm gương cái bản lĩnh người chồng. Cho nên tôi mới nói rằng là đi ra ngoài, bản thân tôi cũng vậy. Thật sự gia đình tôi có điều kiện, dòng họ tôi có điều kiện, nhưng mà tôi rất ghét dựa dẫm vào gia đình. Đi ra ngoài xin việc làm công cũng được, nhưng phải đi bằng đôi chân của mình. Mình muốn dạy vợ mình, con mình, thì bản thân mình phải là cái người mà mạnh mẽ đã đó. Rồi nếu mình thành công, mình kiếm ra tiền nha, kiếm ra tiền rồi về nhà mình cũng phải phụ vợ mình làm việc nhà. Giống bản thân tôi là ngày nào tôi cũng phải quét nhà, lau nhà, thậm chí rằng là chà toilet, nhưng mà vợ tôi làm việc khác, giặt giũ, nấu cơm, chăm con, tức là chia cái việc nhà ra. Thì mình làm thì mình mới nói được vợ mình, chứ còn mình là cái thằng làm biếng thì làm sao mình nói được vợ. Cho nên bản thân thằng chồng cũng phải làm gương. Cái nữa, mẹ chồng thường là ngại cái tiếng, hay là mẹ chồng nhiều người rất dễ thương, thì nên nói chuyện với lại là con ruột của mình, tức là thằng chồng. Rồi thằng chồng sẽ dạy lại vợ mình, chứ không phải để mẹ mình dạy vợ mình, mà bản thân mình phải dạy nè.
Còn mình không dạy được vợ mình mà để vợ mình nó hỗn thì sau này con mình nó cũng hỗn với mình. Cho nên tôi nói cái vai trò của người chồng mà muốn làm được trụ cột trong gia đình thì phải có được cái bản lĩnh này nha. Không phải là mình phải côn đồ, nói năng là lúc nào cũng trợn mắt lên đòi đánh đòi tát, nhưng mà mình phải làm cho người vợ và con mình nó nể bằng cái bản lĩnh của mình. Chứ còn thằng chồng mà như thế này, bỏ qua cho con vợ muốn ăn, muốn ngủ, muốn làm gì làm, thậm chí để mẹ mình làm ha cho mình, đó, giặt đồ cho mình mà mình không thấy sót ha, là thằng đó là thằng nó luôn vừa là thằng con bất hiếu. Nó trước hết là thằng con bất hiếu cái đã, rồi sau đó mới nói tiếp là về cái vai trò của thằng đàn ông. Tôi thấy không đáng mặt thằng đàn ông đó. Mê con vợ mình hơn là mẹ mình. Mà con vợ mình nếu thật sự nó là một cái đứa mà đảm đang đàng hoàng, chịu thương chịu khó, không nói. Còn nếu mà cảm thấy nó là một cái đứa mất nết thì phải coi lại. Đây là vai trò tiếp của thằng chồng nè. Thì nó mới dẫn đến rằng là cái đạo nghĩa của vợ chồng không phải là hở tí cãi nhau là gom đồ bỏ đi đó, mà hai bên có thật sự nhường nhịn nhau không. Anh chồng có thể sai, cô chợ vợ có bao dung hay không đó. Thì cái cuộc sống của vợ chồng nó mới hòa lại, hòa nhịp. Và tôi nói cái việc trưởng thành phải không, có rất nhiều cái cặp đôi mà đã tâm sự với tôi rằng là vậy. Lúc đầu có thể là hai đứa học chung hay là cái trình độ, cái xuất phát như nhau, nhưng sau đó trình độ khác. Ví dụ anh chồng quá thành công, còn cô vợ thì coi như rằng là bây giờ không ra ngoài giao tế, không có kiến thức, trình độ nó chênh lệch. Dần dần nói chuyện với nhau rất là chán. Một người thì mang cái tầm vóc quá vĩ đại, còn một người lại mang cái tầm vóc quá thấp. Thì thông thường những người đàn ông mà thành công thì cũng có một những cô vợ rất là thông minh và bản lĩnh đứng đằng sau, là có thể rằng là nghe chồng mình chia sẻ cũng có thể góp ý vào được. Chứ đừng nói rằng là mấy ông chồng nói rằng là không bao giờ chia sẻ cho vợ, vợ biết gì đâu mà tâm sự ha. Ủa vậy tâm sự với mấy con khác, mấy con thư ký chân dài hả? Phải tâm sự với vợ mình chứ. Cho nên tôi nói mấy cô vợ cũng vậy, cũng phải rằng là cố gắng làm sao mà cho cái kiến thức của mình nó nâng lên. Mình cũng phải đọc sách, đọc báo, mình cũng phải ra giao tế xã hội. Mình cũng phải biết rằng là à, chồng mình thành công thì mình cũng là một cái bệ, một cái bức tường, một cái nơi để mà chồng mình dựa. Cho nên khi đi với chồng mình cũng phải thể hiện là mình sang trọng, quý phái, không kém. Chứ không phải chồng mình là một cái người giao tế tốt trong xã hội, thành công, áo quần bảnh bao, mình thì cứ như là con đần đụt dắt đi tiệc mà mặt cứ như con ngố, ai nói gì cũng không dám tham gia, mà người cứ rụt rè như thế này. Dần dần cái tình cảm nó sẽ sứt mẻ đó. Cho nên cái đạo vợ chồng đi nói luôn, đừng nghĩ rằng mình không trưởng thành, mà mình phải cân bằng lại về cái kiến thức, về cái bản lĩnh của cả hai. Cho nên đối với bản thân tôi nói với vợ tôi, không bao giờ tôi muốn vợ tôi rằng là ở nhà, rằng là để tôi đi kiếm tiền mà coi như tôi lo hết. Có con có cái, thí dụ nó còn nhỏ thì vợ phải hy sinh ở nhà để chăm con là chính, đúng đó. Thì lúc này tôi sẽ gánh cái phần đi ra ngoài. Nhưng khi con cái nó lớn rồi, nó đi học được rồi, thì lúc này vợ cũng có quyền đi làm, thậm chí tôi cần kiếm việc làm. Chứ không bao giờ tôi bắt vợ mình đi ra ngoài trang điểm mặc đồ vô, cái phong thái nó khác với là một cái bà nội trợ. Cho nên tôi muốn rằng là vợ tôi ra ngoài nhìn cái cũng sang, nói chuyện phải linh hoạt, phải hoạt bát, phải tinh tế, phải khéo léo đó. Và đương nhiên vợ tôi cũng không bao giờ thích ngồi trong nhà mình, hay là đi du lịch đi đó, có thời gian rảnh cứ việc dắt các anh chị em này kia ở trong nhà đi du lịch đó, để mà cái con người nó phấn chấn lên, nó cởi mở lên là như vậy. Cho nên bản thân tôi thấy rằng là nên là cân bằng cái vai trò của hai vợ chồng. Và như là tôi nói, ở nhà cũng phải chia sẻ cái việc nhà với nhau, thậm chí về tài chính không được quản xế tiền nhau. Tức là không phải ông chồng đi kiếm tiền rồi ông đưa hết cho bà vợ đó. Bản thân tôi cũng không phải vậy. Tức là mỗi tháng chi phí bao nhiêu, cần cái gì ha, lên trước cái chi phí. Tôi đưa cho một cái số tiền như vậy, rồi đi ăn đi uống. Nhưng mà tôi vẫn nói tôi kiếm được nhiêu đây tiền nè ha. Thì cái phần nào mà tôi dùng để dành, tôi nói luôn phần đó tôi để dành.
phần nào cần tôi đưa chứ không bao giờ đưa hết. Và vợ tôi vậy, đi làm kiếm tiền, ok, tiền đó của cổ có quyền giữ, cũng muốn mua sắm gì đó chuyện cổ, không bao giờ tôi hỏi. Đó, đó là tiền riêng của cổ. Còn trách nhiệm tôi là lo cho gia đình, con cái, tiền học hay này kia là tôi đóng hết. Đó, còn tiền riêng để dành được, tôi vẫn nói với vợ tôi, ừ đây nè, tôi có cái tiền để dành như vậy. Đó, nhưng vợ tôi sẽ không quản cái số tiền đó, mà đó là vẫn là tiền tôi. Là như vậy. Nha. Thì đó, cái sự chia sẻ mà cân bằng về cả tài chính, về cả kiến thức, về cả mọi thứ. Thì lúc này, thậm chí tôi nói, cái người vợ, người chồng không được lép vế với người kia của mình. Có nghĩa rằng là, nhiều khi nói giỡn, vợ tôi nói, bây giờ mà thả tôi ra coi bao nhiêu người mà muốn đón. Tôi cũng cười tôi nói luôn, chứ giờ mà thả ra ngoài coi, không biết bao nhiêu cô mà cũng săn đón đó. Thì mình nói chung là đối với lại là hai vợ chồng, mình không có lệ thuộc vào nhau, không có lụy nhau. Tức là ừ, chẳng hạn như rằng là mình nhịn cho nhau hay là này kia để mình sống chung với nhau. Nhưng không phải mình bộc lộ rằng là không có anh là tôi chết. Tại vì tôi nói luôn, những cái trường hợp mà anh chồng quá thương vợ đến mức mà cho nó biết rằng là à, không có em chịu được, thì y như rằng là con vợ nó sẽ hư. Đó, tại vì có nhiều cô ngộ lắm, không biết quý những người như vậy mà lại đâm ra chán. Đó, thích những thằng ra ngoài nó chửi mình được á, chứ còn thằng thương mình nó không thích. Cho nên tôi thấy rằng là sự việc, sự thật cái đó là đúng. Cho nên nếu như mà cứ để cho mà người kia thấy rằng ừ, à, mình lụy nó là y như rằng là có chuyện. Cô vợ cũng vậy, nếu quá lụy anh chồng, lệ thuộc vào anh chồng thì y như rằng thằng này nó ra ngoài cặp bộ là nó có bộ. Đó, ngộ lắm. Cho nên tốt nhất giữ cái quân bình đi. Nhưng mà tình nghĩa thương nhau thì vẫn thương. Tôi vẫn nói với vợ tôi vậy. Đó. Rồi, cái đó là đạo nghĩa về vợ chồng, về những cái sai trong cuộc sống của các lứa đôi bây giờ. Cho nên tôi nói luôn, cuộc sống lứa đôi phải giống như ngôn tình đâu nha. Đừng tin mấy trang đó nhiều. Đó, trưởng thành đi, chứ đừng có mà trẻ con hoài. Còn bây giờ, cái việc mà cha mẹ và con cái, tôi chia sẻ luôn là tôi vừa mới đánh con tôi xong. Đánh nó hai phát mà vô mông, đỏ luôn cái mông nó lên, đương gái lớn. Lý do, thằng em mới 10 tháng à, đó, thằng em nó đang bò chơi. Cô chị cứ tối ngày nhảy cà tưng xung quanh. Thì mẹ nó cũng đã nói là con không được nhảy coi chừng trúng em. Nó không nghe, nó tiếp tục nhảy. Tới lúc mà tôi nói luôn, con không được nhảy, em về coi chừng hả đạp trúng nó. Nó cũng nghe, nó lo nhảy. Y như rằng lát nữa nó nhảy nguyên cái đầu gối nó vô mặt thằng em. Mà tôi đang ngồi đó tôi thấy tận mắt. Tôi thấy tận mắt luôn là nó bay nguyên cái đầu gối vô mặt em. Ông em ngã ra, may mà trên nệm ông em ngã ngửa ra. Thế lúc đó tôi giận quá, tôi mới tặng cho hai cái vào mông. Là tôi giận lắm, tôi mới nói luôn, bà đã nói rồi. Thế là nó khóc. Nó khóc, ha, thì mẹ nó dỗ nó. Tôi vẫn rằng là, sau đó là tôi bế em được lúc. Rồi tôi mới ra, tôi ôm nó lại, tôi nói ba thương con chứ phải không? Ba thương con. Ba đánh con đau. Là tại vì ba không muốn con nhảy về, lỡ như em vô bệnh viện thì sao? Tối rồi. Đó. Lỡ như mà có chuyện em vô bệnh viện. Đó. Cho nên ba đánh con là tại vì ba sợ con làm em đau. Chứ ba thương con, ba không có ghét con. Ba thương con lắm. Tôi phải ôm nó lại, tôi dỗ nó một hồi, nó mới nín khóc. Rồi tôi nhìn cái mông nó thấy ghê thiệt, đỏ chét. Thì lúc này nó mới nói, bà đánh con mạnh lắm, bà đánh con mông con đỏ luôn nè, nó đau. Thì tôi mới nói luôn, bà đánh để con nhớ, lâu rồi bà đâu có đánh con đâu. Đó, lâu rồi không đánh nó, cho nên con phải biết con sai như thế nào thì ba mới đánh. Ừ, thôi ngủ đi rồi mai nó hết.
Thế là xoa 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 cho nó để nó ngủ. Tôi nằm với nó cũng một lúc á, lau hết nước mắt của nó để nó hết ấm ức đó, rồi mới yên tâm mà ra ngoài đó làm việc tiếp. Thì chính vì vậy ngay cả cha mẹ con cái ở trong nhà, tôi nói luôn, con mình mất dạy là mình phải dạy trước, chứ đừng để xã hội dạy nó. Xã hội dạy nhiều khi còn khốc liệt hơn. Mình đánh nó mình còn ôm lại, xã hội nhiều khi đánh nó không ôm. Người khác hại nó là để cho nó chết đó. Con gái sau này lớn lên lấy mấy thằng Sở Khanh, mấy thằng đó có thương yêu nó không? Cha mẹ thương, cha mẹ đánh, nhưng mà cha mẹ xót. Cưới lầm cái thằng vũ phu nó đánh, nó có xót không? Nha. Cha mẹ mắng cỡ nào thì mắng, nhưng không bao giờ mà đuổi con và bỏ con. Gặp mấy thằng mà khốn nạn Sở Khanh, nó cặp bồ cặp bịch rồi nó quay về, à, nó ly dị, nó quay về rồi nó kiếm cớ nó đuổi đi đó. Nó có sót không? Cho nên mình dạy con mình, con gái mình phải dạy nó kỹ đó, để mà sau này nó không trở thành cái thứ mà cắt nết cặp kè, quen hết thằng này tới thằng nọ. Nó phải biết rằng là thằng chồng nó như thế nào, xứng đáng để mà nó tin tưởng, nó gửi gắm hay không. Và tôi cũng nói luôn, muốn như vậy thì nó phải nhìn cha nó, nó phải lấy tấm gương cha nó, cha nó đối xử với mẹ nó như thế nào, à, có thương yêu mẹ nó hay không. Thì tôi nói luôn, vai trò của người cha quan trọng. Và cha nó sai hay này kia, có biết nhận lỗi hay không. Bản thân tôi không phải là cái người hoàn thiện, nhưng tôi nói luôn, tôi phải nhận lỗi nếu tôi sai. Và nếu như cái gì mà tôi đáng trả giá thì có cái video tôi cũng đã nói rồi. Trên bụng tôi còn vết dao đâm là để chứng minh những cái mà tôi sai. Có một cái bài viết trên Facebook tôi cũng đã nói về cái việc mà tôi nhận lỗi nó khủng khiếp như thế nào. Thì con cái tôi nó cũng phải như vậy, nó phải hiểu được cái điều này. Để mà sau này nó đi lấy thằng chồng, nó không gặp thằng Sở Khanh, không thằng gặp thằng Vũ Phu. Còn con trai sau này cũng vậy, phải gánh vác là một trụ cột gia đình. Trách nhiệm của con trai còn nặng nề nữa. Cho nên anh phải học, anh phải cố gắng, anh bồi đắp ngay ở về cơ thể anh, về sức khỏe của anh, nó cũng phải hơn người anh mới bảo vệ được cái gia đình của anh. Chứ không phải là anh là một cái thằng mà còi cọc, yếu ớt, kiến thức không có, thì anh bảo vệ gia đình anh như thế nào. Rồi anh lấy nhầm một cái con vợ cắt nết, anh lấy nhầm một cái con vợ mà không ra gì, rồi anh không dạy được cái con vợ của mình, để cho nó kéo người nhà nó qua, nó đánh chính cha mẹ ruột của anh. Mà anh coi như vậy được sao? Tôi nói đụng với cha mẹ tôi coi, xin lỗi chứ 5-6 thằng hay gì đó tôi không cần biết. Thì cái tình huống đó có khả năng những thằng đó trả giá, chứ tôi cũng ít khi nào tôi nghĩ tới chuyện mà nhờ công an lắm. À, tại tính tôi thật sự là nóng thật chứ không phải không. Nhưng mà tùy cái, chỉ có điều rằng là cái hành động mà ngang ngược và côn đồ thì dù là người trong nhà hay ngoài nhà tôi cũng phải can thiệp. Đó. Vậy thì thằng chồng mà để cho là cái con vợ mà nó kêu anh em nó qua đánh mà ba mẹ mình, thì sau này tôi không muốn con tôi cũng lấy phải cái thứ vợ đó. Vậy thì mày phải ra ngoài mày học làm sao mà mày phải giỏi hơn người. Mày phải vững chãi, mày ra ngoài mày kiếm tiền, nhưng phải mày dựa vào ba mày, dựa vào ông mày, dựa vào cô, dựa vào chú mày. Mà mày phải dựa vào cái đôi chân và cái bản lĩnh của mày kìa. Đó. Thằng đàn ông là phải là một cái thằng như vậy. Nha. Thì lúc này vợ nó nể, ra ngoài lấy vợ cũng vậy. À, che chở được cho cái người con gái, và cái người mà nó chọn cũng phải xứng đáng với lại nó. Đó. Một cái đứa mà chí thú làm ăn thì không bao giờ muốn lấy một cái con vợ làm biếng, tôi dám bảo đảm. Ha. Vậy thì cưới một cái cô vợ xứng đáng, tôi không bao giờ muốn mà con trai tôi nó cũng sẽ cưới làm người. Đó, đây đó là cái mà đạo lý mà cha mẹ nên dạy con mình. Thì có bạn cũng hỏi luôn những cái video này, nếu mà ít lượt view thì tôi cũng đừng buồn, tôi nói thẳng luôn. Mục đích ban đầu tôi là vừa làm cho xã hội, nhưng cái chính là tôi muốn để lại cho các con tôi sau này. Tại nếu như lỡ như có một cái chuyện gì đó,
thì các con tôi nó vẫn còn được những cái lời dạy tôi để lại. À, rồi cháu tôi sau này cũng vậy. Nếu nó coi được, nó vẫn nên coi. Đó. Cho nên cái chính mà tôi muốn rằng là người nhà của mình coi được những lời này, ghi nhớ được những lời này, ha, là cái chính. Còn cái này cũng nói sơ. Quý vị nghĩ rằng, một số bạn nghĩ rằng là tôi làm những cái video này để mà tôi kiếm lợi kiếm tiền. Xin thưa, tôi vừa mới bật cái kiếm tiền của YouTube để tôi coi cái một tháng nó kiếm được bao nhiêu, mà người ta cứ đồ mà mầm là tháng làm YouTube kiếm 100 triệu. Tôi nhắc lại, bản thân tôi kiếm tiền bằng chính cái năng lực của mình. Và tới bây giờ cũng vậy. Thật sự ra tôi vẫn đi làm công. Không phải rằng là tôi không đủ lực để mà mở cái cơ ngơi. Nhưng tôi rất ghét là phải làm ăn rồi phải nịnh bợ, phải làm với thuế má này kia, mệt lắm. Và hiện giờ cái mơ ước của tôi là mở trường. Mở một cái trường phổ thông chứ không phải mở một cái trung tâm tiếng Anh. Tôi không thích. Đó, rồi sau đó tôi phải quảng cáo, rồi tôi phải nói xạo, nói láo, tôi đảm bảo này cái nó kia, tôi không thích. Cho nên tôi vẫn muốn có một cái trường phổ thông để mà tôi có thể đưa những cái lứa nhỏ, đưa những cái lời này, những cái điều mình muốn cho một cái thế hệ sau, để đào tạo những cái thế hệ sau. Và nếu như mà làm một cái trường thì cái chi phí của nó rất là cao. Cho nên thật sự ra hiện giờ mà tính bằng là tiền tỷ hay chục tỷ thì tôi nói thẳng, tôi chưa có đến cái cỡ đó. Còn mở một cái trung tâm vài trăm triệu thì cái đó không phải là một cái vấn đề lớn mà tôi không làm được. Nha. Đó, mà tôi muốn có một cái trường. Cho nên trước mắt những cái video này cũng coi như là chuẩn bị cho một cái tương lai to lớn hơn. Cho một cái thế hệ sau của con tôi, của con quý vị. Tụi nó phải khác với lại thế hệ chúng ta bây giờ. Tụi nó phải trưởng thành hơn và tụi nó phải xây dựng một cái xã hội tốt đẹp hơn. Một cái nơi mà người ta phải tin tưởng vào nhau. Một cái nơi mà người ta ra đường người ta không phải chướng mắt. Đó. Đó là cái mà mong muốn của tôi sau này. Cho nên khi mà tôi làm cái kênh này và những cái video này, mong các bạn hiểu được những điều này. Và kết thúc cái video thì tôi cũng mong rằng những ai mà đang coi, nếu làm cha làm mẹ, đừng quá thương con cái mình. Nhắc lại, những ai đang làm vợ làm chồng thì nên nhớ hãy trưởng thành và san lấp những cái khoảng cách của nhau. Mong rằng là tất cả mọi người đều hạnh phúc và tìm ra một điều gì đó. Cảm ơn các bạn đã xem.